Kính thưa quý khán giả, đề xuất đường cao tốc trên cao đồng bằng sông Cửu Long, đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý khán giả, theo quy hoạch đến năm 2030, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khoảng 1.200 km cao tốc với 3 tuyến theo trục Bắc Nam và 3 tuyến theo trục Đông Tây kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, xây dựng cao tốc đồng bộ kết nối các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không hoàn toàn dễ bởi nhiều nguyên nhân. Như bất cứ các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn. Và nỗi lo lớn nhất chính là nền đất yếu và thiếu cát làm nền. Theo Bộ Giao thông Vận tải, giai đoạn 2021-2025, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần tới hơn 65 triệu mét khối cát để đắp đường, nhưng hiện nay đang thiếu 26 triệu mét khối. Để khắc phục tình trạng này, nhiều giải pháp được bàn tới như tăng công suất mỏ đang khai thác, tận dụng các mỏ cát cũ, tìm mỏ cát mới, sử dụng cát biển, mua cát từ Campuchia. Tuy nhiên, cơn khát cát chưa có dấu hiệu được giải nhiệt. Tháng 3 năm 2023, một đề xuất của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước về việc nghiên cứu xây dựng các tuyến đường cao tốc thay vì làm trên mặt đất thì làm đường trên cao bằng bê tông và có thể làm thí điểm toàn bộ trục đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau hay một phần. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân, nếu chọn phương án này sẽ giải quyết cùng một lúc các thách thức địa hình thấp, nền đất yếu, thiếu cát xây dựng, ngập vì sụt lún và nước biển dâng, cản trở hướng truyền lũ và dành nước vào những năm lũ lớn. Rất nhiều chuyên gia nhìn thấy đây là một đề xuất hợp lý, nhưng có lẽ do kế hoạch xây dựng cao tốc trên đất nền của Bộ Giao thông Vận tải đã được xây dựng từ nhiều năm trước, cho nên ý tưởng của giáo sư Trân nhanh chóng bị bỏ qua. Tuy nhiên, trong tháng 8 vừa qua, có hai sự kiện khiến cho đề xuất này lại được nhắc lại và bàn thảo trong những cuộc gặp gỡ của các chuyên gia nặng lòng với đồng bằng sông Cửu Long. Lý do xuất phát từ kênh đào Phù Nam của Campuchia chính thức khởi công bắt buộc. Chúng ta phải suy tính và nghĩ đến các kịch bản phát triển cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc với hàng loạt các thỏa thuận được ký kết, trong đó có nhiều văn bản ghi nhớ hợp tác phát triển giao thông, và giáo sư Trân kỳ vọng đề xuất này cần được xem xét lại. Một điều đáng chú ý, Việt Nam-Trung Quốc đã ký hợp tác phát triển các dự án giao thông vận tải với công nghệ kỹ thuật ở mức độ cao hơn, hiện đại hơn, chứ không như các dự án có công nghệ thấp kém, kiểu như đường sắt Cát Linh Hà Đông hay các nhà máy xi măng Lò Đứng. Điều này khiến cho các chuyên gia hy vọng nhận được sự trợ giúp của một trong số các quốc gia hàng đầu thế giới về đường cao tốc trên cao. Cần nói thêm, trong khoảng một thập niên trở lại đây, Trung Quốc đã phát triển đường cao tốc trên cao bằng việc bạc núi, xẻ đồi, đào hầm xuyên qua núi để làm đường trên các trụ bê tông luồn lách qua các hẻm núi với những mố cầu cao tới 565 mét, tương đương với tòa nhà cao 200 tầng. Nhờ đó, Trung Quốc có được hệ thống đường hiện đại phủ khắp đất nước, nhất là những vùng hiểm trở ở Đông Bắc. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất yếu, nhiều nơi trũng, do vậy cần một lượng cát vô cùng lớn để làm hạ tầng. Bản thân các con sông của đồng bằng sông Cửu Long không tạo nên cát, mà là nơi chứa cát từ trên thượng nguồn dồn về theo dòng chảy. Vì vậy, dù gọi là mỏ cát nhưng không phải là vô tận. Khai thác vừa phải còn có cơ hội hồi phục, còn nạo vét quá mức sẽ làm cho sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy. Những năm gần đây, lượng nước từ thượng nguồn mang cát phù sa về hạ lưu ít hơn, cát cũng ít hơn. Điều này sẽ còn trầm trọng hơn khi mà kênh đào Phù Nam của Campuchia lấy bớt nước từ sông Mekong. Một dự báo có cơ sở là 10 năm tới, trữ lượng cát của đồng bằng sông Cửu Long sẽ cạn kiệt. Trong khi đó, giải pháp lấy cát biển làm nền đường không phải là tối ưu, bởi để rửa cát hết mặn sẽ làm cho giá thành đội lên rất cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân, việc lấy cát biển thay cát sông làm vật liệu san lấp nền đường cao tốc là chưa có tiền lệ, bởi thực chất hành động này là mang mặn vào giữa những hệ sinh thái ngọt. Đây có thể xem là cuộc đánh đổi được mất mà cho đến nay chưa thấy có nơi nào chấp nhận. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, đánh đổi này còn mạo hiểm hơn nhiều vì đó là mang mặn vào giữa những cánh đồng lũ, trũng, cao trình thấp, nền đất yếu. Đã vậy, các biển được dùng cho san lấp không được rửa mặn khi có chứa một lượng nhất định muối hòa tan. Với thời gian sẽ có một số tác động đến ruộng đất, môi trường nước mặn và nước ngầm ngoài khu vực san lấp như bị mặn hóa, có thể bị chua phèn.
Vì lý do này mà các biển mới chỉ được dùng cho một số đoạn đường làm thí điểm, còn các nhà thầu không mặn mà với phương án này. Trong khi đó, nếu đường cao tốc làm trên cao, hầu như không tạo ra các xáo động xã hội, bởi đường cao tốc trên cao là các tấm bê tông đúc sẵn liên kết lại với nhau, tạo thành mặt phẳng, được đỡ bên dưới là các cột bê tông, cao thường từ 5 đến 7 mét. Chính nhờ khoảng tĩnh không này mà người dân, trâu bò và ghe xuồng vẫn đi lại bên dưới, đặc biệt nó có thể hoạt động bình thường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Nếu theo kịch bản mà các tổ chức quốc tế đưa ra vào năm 2070, nước biển có thể sẽ dâng cao từ 0,7 đến 1 mét giờ băng tan. Khi đó, toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long bị ngập sâu, thì hệ thống đường cao tốc trên cao này vẫn hoạt động đảm bảo dòng chảy bình thường cho hàng hóa đi lại. Như vậy, phương án xây đường cao tốc trên cao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là hoàn toàn phù hợp về điều kiện kỹ thuật. Xét ở góc độ kinh tế, chi phí xây dựng ban đầu của phương án làm đường cao tốc cao gấp đôi so với làm đường cao tốc thường, nhưng thời gian thi công nhanh hơn. Trong khi làm đường, thời gian chờ đợi nền đường đổ cát ổn định cũng phải mất 9 tháng đến 1 năm. Tính về lâu dài thì đây là phương án ít rủi ro nhất và lợi ích mang lại có tính bền vững hơn. Do vậy, ý tưởng bổ sung giải pháp xây dựng đường cao tốc trên cao ở đồng bằng sông Cửu Long cũng nên được nghiên cứu. Có thể không đủ kinh phí làm toàn tuyến, nhưng nếu làm từng đoạn ở những nơi trũng, nền đất yếu là hoàn toàn có thể. Thực ra, tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn Bình Chánh - Bến Lức cũng đã được xây dựng theo phương án đường cao tốc trên cao. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An, đến nay đoạn đường cao tốc Bình Chánh - Bến Lức ít phải duy tu sửa chữa, không bị lún hơn so với đoạn Bến Lức - Tâm An xây trên mặt đất. Ở một số quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Malaysia cũng đã sử dụng phương án xây dựng đường cao tốc cầu vượt trên cao tại những khu vực địa hình khó khăn như băng qua eo biển, qua núi, đồi. Đây được cho là một trong những giải pháp tốt nhất trong kỹ thuật thi công thời đại hiện nay. Trong khi đó, phương án xây dựng đường cao tốc trên cao, theo các chuyên gia với trình độ công nghệ xây dựng và kinh nghiệm của đội ngũ kỹ thuật hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật khi xây dựng trên nền đất yếu, dễ sụt lún như ở đồng bằng sông Cửu Long. Mặt khác, phương án này có nhiều ưu điểm như có độ bền công trình cao, giải quyết được bài toán thiếu nguyên vật liệu để san lấp nền đường, chi phí bảo trì, bảo dưỡng thấp hơn. Nên nhớ, do địa chất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long hầu hết là trầm tích biển, nên phải thực hiện xây dựng móng cọc, có chi phí xây dựng cao hơn nhiều lần so với phương án xây dựng đường cao tốc thông thường. Do vậy, dù kinh phí trực tiếp để làm cao tốc trên cao lớn hơn cao tốc thường, nhưng cần cân nhắc chi phí dài hạn theo tuổi đời và tầm nhìn dự án, chứ không chỉ trước mắt. Xây dựng đường cao tốc là chiến lược của chính phủ nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương thức làm như thế nào vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật, cân đối với ngân sách và phù hợp điều kiện vị trí địa lý, địa chất của khu vực cần phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Mạng lưới đường cao tốc có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng đây cũng là khu vực có những tính chất đặc thù dễ bị tổn thương. Việc xác định lựa chọn phương án xây dựng đường cao tốc thông thường hay xây đường cao tốc trên cao theo từng đoạn đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, các nhà chuyên môn để tìm ra một giải pháp hiệu quả, bền vững và an toàn nhất. Bởi theo quy chuẩn về thiết kế xây dựng đường cao tốc, một dự án phải có tầm nhìn và tính dự báo cho ít nhất 20 năm tính từ năm đầu tiên kể từ khi nó vận hành. Bên cạnh đó, công trình cũng đòi hỏi khối lượng vật liệu lớn, chủ yếu là xi măng và cát đá phải đảm bảo tiêu chuẩn. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang khát đường cao tốc để thúc đẩy các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế xã hội từ nhiều năm nay. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 13 nhằm đẩy mạnh xây dựng hệ thống đường cao tốc ở khu vực này. Do vậy, vấn đề đặt ra là làm sao để triển khai nghị quyết thông minh, hiệu quả. Việc xây dựng hệ thống đường cao tốc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải đảm bảo sự phù hợp với điều kiện tự nhiên, phù hợp với quá trình biến đổi khí hậu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!